Xin chào các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm toán bấm máy tính về số phức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu đầu tiên. Người ta kêu là tìm số phức liên hợp. Nếu mà tìm số phức liên hợp thì mình chỉ cần đổi dấu cái dấu ở giữa này thôi, là 5 cộng 6y. Rồi đó, câu A là 5 cộng 6y. Tiếp tục câu số 2, người ta cho z1, z2 và người ta kêu tính cái cụm này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm máy tính nha. Chúng ta muốn tính số phức thì chúng ta sẽ phải bấm mod 2. Rồi nhớ mod 2 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập z1 vào là 1 cộng 2y. Shift store A. Shift store, đây store đây này, A. Tiếp tục mình bấm cái Z2 là 2-3y, shift store B. Vậy là mình đã có A có B. Bây giờ nè, 3A-2B, 3A-2B. A có nghĩa là Z1 đó, còn B là Z2 này, sẽ bằng -1 cộng 21y. Rồi cái đề người ta kêu là phần ảo. Đây phần ảo thì là số 12 -1 cộng 12y. Đó, phần ảo của chúng ta chính là số 12. Chúng ta không lấy y nha. Nếu người ta hỏi là số thực thì chúng ta sẽ khoanh vào phần thực, thì chúng ta sẽ khoanh vào -1. Rồi câu 3 người ta tìm phần thực nè. Rồi giờ chúng ta bấm y chang vào luôn, 7-17y, 5-y sẽ bằng là 2-3y. 2-3y đó, phần thực của chúng ta sẽ là số 2. Câu A. Tiếp tục câu số 4. Người ta cho số phức là z bằng 1 cộng y. Nhận định nào sau đây là khẳng định đúng? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gán cái z này là A nha. Chúng ta sẽ bấm 1 cộng y, shift store A. 1 cộng y shift store A. Store đi nè. Shift store A. Rồi câu đầu tiên, A chi y nè, A chi y sẽ bằng 1 trừ y. Đây, câu số 4 là bấm shift store A. Rồi câu này là A chia Y nè. A chia Y là bằng 1 trừ Y. 1 trừ Y. Cái là câu A sai nè. Tiếp tục. Câu này thì lại không có bằng gì hết. Không biết bằng mấy. Vậy là câu này sai luôn. Tiếp tục câu này. Câu này người ta kêu là tính
Modul. Modul là mà mình bằng. Modul sẽ là căn của cái phần thực là một bình này, cộng cho phần ảo là một bình luôn. Nè, căn một bình cộng một bình bằng căn 2. Cái này là 2 là sai. Tiếp tục câu D. Câu D là 1 cộng y tất cả bình bằng 2y. Đó, 1 cộng y tất cả bình bằng 2y. Câu D. Tiếp tục với câu số 5. Người ta cho Z ngang. Giờ mình cũng bấm Z ngang luôn. 5 1 trừ 2y trừ 3y sẽ bằng là 1 trừ y. Cái này là Z ngang. Giờ mình suy ra Z. Z sẽ đổi dấu cái này là bằng 1 cộng y. Đó, 1 cộng y. Người ta kêu là phần thực và phần ảo của số phức lần lượt là 1 và 1. Câu qua. Tiếp tục đến ví dụ số 6. Giờ ví dụ số 6, giờ chúng ta sẽ bấm cái này, cụm này cả bằng bao nhiêu nha. 1 trừ 9y sẽ bằng. Một và trừ 9y. Rồi, giờ chúng ta sẽ bấm cụm này. Z chúng ta sẽ cho là x. Trừ cho 2 cộng 3y. Mũ của. Giờ chúng ta có Z ngang nha. Z ngang thì chúng ta sẽ bấm là shift 2 2. Shift 2 2. Đó, của x. Rồi giờ chúng ta sẽ khôn nè. Khôn câu A trước. Trừ 3 trừ 1. Trừ 3 trừ y chứ. Bằng không có kết quả. Câu B khôn. Trừ 2 trừ y bằng. Trừ 2 trừ y. Câu C là khôn 2 trừ y. Mình quên. Cái này là nhân cho shift 22 của x. Rồi khôn của A lại là trừ 3 trừ y. Là sai, là kết quả sai nè. Tiếp tục khôn trừ 2 trừ y. 5 cộng 3 y sai luôn. Câu C 2 trừ y bằng trừ 1 trừ 9. 1 trừ 9 y. Đó, 1 trừ 9 y. Câu C. Rồi câu 8, câu 8 là một dạng mới. Người ta kêu là tính modul. Đây nè, modul của số phức Z1 cộng Z2. Rồi, giờ chúng ta sẽ bấm Z1 trước là 1 cộng y shift store A. Tiếp tục Z2 là trừ 5 cộng 2y. Chúng ta đang làm câu số 8 nha. Shift store B. Rồi giờ chúng ta sẽ có A và B rồi. Rồi đây là A cộng B.
bằng bằng trừ 4 cộng 3 y. Rồi giờ chúng ta sẽ tính module. Module là sẽ bằng căn của trừ 4 bình cộng cho 3 bình trừ 4 bình cộng 3 bình bằng 5. Câu A. Tiếp tục với câu số 9. Rồi, câu số 9 người ta cho Z rồi. Giờ mình bấm Z ra luôn. 1 trừ 6 y trừ cho 2 trừ 4 y sẽ là trừ 1 trừ 2 y. Rồi, người ta kêu là tìm phần thực và phần ảo. Rồi, phần thực là trừ 1, phần ảo là trừ 2. Câu A. Tiếp theo câu số 10. Rồi câu số 10 mình cũng bấm máy tính luôn. Bấm y chang cái đề nha. Bằng 2. Đáp án của chúng ta bằng 2. Rồi câu A. Đáp án của câu 10 là câu A. Tiếp theo với câu 11. Câu 11. Tìm số phức z ngang. Tìm số phức z ngang thì chúng ta chỉ cần đổi dấu của cái này thôi. Giờ dấu cộng thành dấu trừ. 1 trừ 3y. Rồi đáp án cũng chính là câu A luôn. Tiếp tục với câu 12. 12 chúng ta còn câu D bên đây nè. Mà màn hình của mình không có chứa đủ câu D. Tìm số phức liên hợp. Rồi, giờ chúng ta sẽ bấm máy tính Z nha. Bấm cái này vào máy tính nè. Là 1 cộng y 2 trừ y sẽ bằng 1 phần 5 cộng 3 phần 5 y. Số phức liên hợp đó chính là Z ngang. Z ngang thì mình chỉ cần đổi dấu cái dấu này thôi, là 1 phần 5 trừ cho, tại vì đổi dấu là trừ nè, 1 phần 5 trừ cho 3 phần 5 y. 1 phần 5 trừ cho 3 phần 5 y. Đó, câu B. Tiếp tục với câu số 13. Người ta kêu tính z ngang. Thì z ngang thì mình chỉ cần đổi dấu cái ở giữa thôi là 3 trừ cho 4y. Đó, vậy là phần thực. Phần thực của chúng ta đó chính là 3. Loại cái này, loại cái này. Tiếp tục phần ảo của chúng ta là trừ 4. Đó chính là câu B.